Chào tất cả các bác nhé. Hôm nay Thắng cùng với cả đoàn của công ty bên trách nhiệm hữu hạn ERA Group đó vào thứ nhất là làm cái lễ khởi công của cây cầu này. Và các bác thấy rằng là mới cách đây khoảng mấy hôm thôi, anh em mới triển khai làm cái chương trình động thổ của thôn ấy. Đấy, thôn là họ xem ngày động thổ, và đến giờ này thì cầu đã đổ xong một mố rồi đó. Và ngay dưới này tại thôn Bình Ba đấy, và cây cầu trị giá là 400 triệu. Trong tất cả những cái cây cầu mà đến thời điểm hiện tại, mấy cây cầu là toàn làm vào tháng 7 giữa ngày mưa lũ. Cây cầu này cũng không khác gì cây cầu đó, những cây cầu đó mà hiện giờ cũng đang thi công ở đúng ở trong nước lũ nhá. Đó. Sau tất tháng nữa là có các anh em ở bên công ty họ cũng ghi hình, chụp ảnh và lấy những cái tư liệu. Còn đây là giới thiệu các bác, đây là anh Huy cùng phòng với cả của Tất Thắng. Hôm nay cũng vào đây bên cơ quan của Tất Thắng, đại diện cho cơ quan của Tất Thắng. Đó. Chị, các chị là cũng mới chỉ nhắn tin qua bạn Bền thôi đúng không? Đây là bạn Chí Bền đây. Trẻ hơn trong ảnh à? Bạn này mới sinh năm 95 thôi. Mời mọi người xuống đây. Hôm qua đang bảo gửi cái thay đổi thiết kế một tí. Sao? Vì là số tiền là thế còn dôi dư đủ để làm năm cống. Ai à, làm thêm năm cửa cơ à? Vâng. Dạ. Nó đảm bảo. Thế rồi hôm đó thì sợ không đủ tiền, nhưng hôm nay thấy đủ tiền lại làm to hơn. Thế à? nên thế anh em gửi lên trên nhóm của các chị, nhiều không biết là các chị đang bận. Em chào anh. Chào vâng. Đây phía công ty ERA Group anh ạ. Vâng. Cảm ơn ạ. Đây là phó bí thư thường trực huyện ủy Long Đê. Đây giới thiệu mọi người, đây là anh Lê Mạnh Cường, phó bí thư thường trực của huyện ủy. Cũng vào dự cùng với cả chương trình khởi công ngày hôm nay. Đại diện cho công ty thì có là Tuyết là phó giám đốc vận hành. Dạ vâng ạ. Còn đây là bốn đốc trẻ quá. Em vừa bảo vừa xin làm nhân viên luôn. Dạ cũng đúng ý anh ấy. Anh còn chúng mình bí thư đảng ủy xã, có bạn Quý là phó bí thư huyện đoàn. Phía bên này là anh Chính, chủ tịch xã. Dạ. Vâng. Em mời mọi người vào làm lễ trước để tổ công tác phụ trách xã này luôn. Dạ vâng. À chào chị trưởng thôn. Thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý vị khách quý, thưa toàn thể bà con nhân dân. Lời đầu tiên cho phép ban tổ chức lễ khởi công cầu DR Thành Sơn 3 xin gửi tới quý vị đại biểu, quý vị khách quý, các bạn đoàn viên thanh niên, bà con nhân dân lời chào trân trọng và lời chúc tốt đẹp, chúc buổi lễ thành công cầu Thành Sơn 3 thành công rực rỡ. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể buổi lễ, thực hiện công văn số 115 Ủy ban nhân xã ngày 2 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban xã Minh Sơn về việc nhất trí xây dựng cầu dân sinh tại thôn Bình Ba, xã Minh Sơn, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang. Thực hiện công văn số 01/2023 ngày 12 tháng 9 năm 2023 của công ty trách nhiệm hữu hạn ERA Group về việc đồng ý xây dựng cầu DR Thành Sơn 3 tại thôn Bình Ba, xã Minh Sơn, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang. Được sự nhất trí của thường trực huyện ủy, hôm nay ủy ban nhân dân xã Minh Sơn long trọng tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu DR Thành Sơn 3 tại thôn Bình Ba, xã Minh Sơn. Đến dự chỉ đạo buổi lễ, tôi xin trân trọng giới thiệu về phía lãnh đạo huyện, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Mạnh Cường, phó bí thư thường trực huyện ủy, chủ tịch hội đồng dân huyện đề nghị buổi lễ nhiệt liệt chào mừng. Về phía đơn vị đầu tư, xin trân trọng giới thiệu bà Trần Thị Tuyết, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Group ERA Group đề nghị buổi lễ nhiệt liệt chào mừng. Về phía đơn vị kết nối, xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Tất Thắng, kênh YouTube Nguyễn Tất Thắng đề nghị buổi lễ nhiệt liệt chào mừng.
Về phía lãnh đạo Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh, xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Quốc Huy, Phó Ban Tuyên huấn Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh, đề nghị buổi lễ nhiệt liệt chào mừng. Về phía lãnh đạo xã, xin trân trọng giới thiệu ông Triệu Văn Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng xã Minh Sơn, đồng chí Thào Minh Chính, Phó Chủ tịch, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân xã Minh Sơn, đề nghị buổi lễ nhiệt liệt chào mừng. Phía các ban ngành huyện, xin trân trọng giới thiệu bà Hoàng Thị Thúy, Phó Bí thư Huyện đoàn, ông Nguyễn Minh Thư, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ huyện, đề nghị buổi lễ nhiệt liệt chào mừng. Tới dự buổi lễ còn có các đồng chí trong tổ công tác, các phòng ban chuyên môn Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh, ban công tác Tháp Lửa Yêu Thương Công ty Trách nhiệm Hữu hạn ERA Group, các đồng chí lãnh đạo thường trực Đảng ủy, Hội đồng dân, Ủy ban dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội xã, cán bộ công chức xã, bí thư chi bộ, trưởng thôn và các ngành trong thôn mình ba, nhiếp ảnh gia công ty ERA Group, phóng viên Trung tâm Văn hóa Du lịch huyện đã đến đưa tin cho buổi lễ, đặc biệt là sự có mặt của bà con nhân dân trong thôn mình ba, đề nghị buổi lễ nhiệt liệt chào mừng. Kính thưa, buổi lễ trong thời gian qua, việc đi lại qua con suối Bình Ba vô cùng vất vả, để khắc phục tình trạng đi lại suối phục vụ bà con nhân dân thôn Bình Ba, Khổi Lòa, Phe Đen, nhân dân trong ba thôn đã xây dựng cây cầu tạm bằng tre nứa, nhưng mỗi lần mưa lũ đi qua cuốn trôi cây cầu tạm của nhân dân. Xuất phát từ những khó khăn đó, đoàn thanh niên xã phối hợp với kênh YouTube Nguyễn Tất Thắng đã quay video chia sẻ nguồn lực xã hội hóa để xây dựng cây cầu bằng cơ duyên sự may mắn của nhân dân trong thôn và lòng nhân ái của quý công ty ERA Group đã đồng ý tài trợ xây dựng cầu DR Thạch Sơn 3 cho nhân dân thôn Bình Ba, Khổi Lòa, Phe Đen, phục vụ cho hơn 300 hộ dân đi lại thuận tiện, con em được đến trường an toàn. Thay mặt ban tổ chức buổi lễ chương trình xin giới thiệu buổi lễ sau đây, xin mời bà Trần Thị Tuyết, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm ERA Group lên có đôi lời phát biểu buổi lễ. Xin trân trọng kính mời bà. Thưa ban lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Minh, thưa ban lãnh đạo thôn Bình Ba, tôi Trần Thị Tuyết đại diện cho công ty Trách nhiệm ERA Group rất lấy làm vui mừng khi có mặt ở đây với tư cách là phó giám đốc vận hành để bắt đầu bài phát biểu buổi lễ xây dựng cây cầu trọng đại này. Với tinh thần tương thân tương ái, cảm thông và chia sẻ những khó khăn với cộng đồng, từ khi thành lập 2018 đến nay, công ty Trách nhiệm Hữu hạn ERA Group luôn dành một phần ngân sách cho các hoạt động thiện nguyện. Đến hiện tại, hành trình Thắp Lửa Yêu Thương đã bước qua năm mùa, chính thức khởi động mùa 06 là vào tháng 9 năm 2023 qua đơn vị kết nối là anh Nguyễn Tất Thắng. ERA Group kết hợp cùng với đội ngũ kỹ thuật xây dựng đã tiến hành khảo sát và đi đến chọn thôn Bình Ba làm nơi xây dựng công trình cây cầu DR Thành Sơn, nhằm mang lại những tiện ích, giảm thiểu khó khăn, nguy hiểm trong việc đi lại cho bà con nơi đây. Tạo điều kiện của chính quyền địa phương cùng ông hưởng ứng nhiệt tình từ bà con và sự hợp tác tận tình của anh Nguyễn Tất Thắng mà dự án này đã có sớm đi vào triển khai và thực tiễn. Và chúng tôi, công ty ERA Group, sẽ thiết kế và đầu tư theo đúng các hạng mục và đảm bảo xây dựng cây cầu xanh thông nhanh nhất có thể để có thể đáp ứng cho nhu cầu và phục vụ bà con. Ngày hôm nay, công ty Trách nhiệm Hữu hạn ERA Group có mặt tại đây chính thức khởi công cây cầu xây dựng DR Thành Sơn 03, và nơi đây chính là địa điểm có thể tổ chức về chuyến hành trình Thắp Lửa Yêu Thương mùa 06. Vì lý do khách quan là do vị trí địa lý khá là xa, vì vậy, trong quá trình xây cầu, công ty chúng tôi không thể có mặt thường xuyên để điều phối trong công việc xây dựng. Thì thay mặt công ty ERA Group, tôi xin phép ủy quyền cho anh Nguyễn Tất Thắng là đại diện và phối hợp với ban tổ chức của hành trình Thắp Lửa Yêu Thương mùa 06. Anh Thắng sẽ giám sát tiến độ đến khi hoàn thành công trình. Một lần nữa, em và tôi xin cảm ơn tất cả các vị ban lãnh đạo trong... em rất là hồi hộp bởi vì có sự đón tiếp của bà con nồng nhiệt như thế này. Và em một lần nữa xin là cảm ơn các vị lãnh đạo đã có mặt trong buổi lễ xây cây cầu Thành Sơn 3 ngày hôm nay. Và thực sự cảm ơn bà con, hy vọng rằng là bà con sẽ cùng với lại anh Nguyễn Tất Thắng và đội ngũ thi công có thể tiến hành xây cây cầu nhanh nhất để chúng ta có thể đưa đi vào hoạt động ạ. Em xin chân thành cảm ơn ạ.
thưa các ông chí trong lãnh đạo của công ty trách nhiệm hữu hạn Era Group, vị đại biểu và bà con nhân dân, hôm nay có thể nói là một cái ngày là vui và hạnh phúc cho bà con nhân dân của thôn Bình Ba nói riêng và của thôn nói chung, và trong đó có cái niềm vui chung của các ông chí lãnh đạo của huyện, của xã, của thôn. À, tôi nghĩ rằng đây là một cái cơ duyên mà công ty Era Group đã dành cho xã Minh Sơn, đặc biệt là thôn Bình Ba, thông qua cái sự kết nối hết sức là chân thành và nhiệt tình của Nguyễn Tất Thắng là chủ của kênh YouTube, cũng như là đại diện của Hội Chữ Thập Đỏ. Thì cũng báo cáo với các vị đại biểu và bà con là việc xây được cái cây cầu này thì cũng phải xuất phát từ rất nhiều các yếu tố, nhưng mà nó vừa là may mắn và nó vừa là cơ duyên, nó vừa là một cái sự kết hợp một cách hết sức là hoàn hảo giữa cái tinh thần thiện nguyện của công ty Era Group với kênh YouTube Nguyễn Tất Thắng. Và hôm nay thì có thể nói là một ngày rất là thiên thời địa lợi nhân hòa, ủng hộ cho tất cả chúng ta để khởi công và có thể hoàn thành sớm được cái cây cầu này. Và theo như báo cáo và dự kiến ấy, thì cây cầu này không cửa sản và sẽ làm với cái chiều bề mặt 3 mét đó. Tức là nếu mà sau này khi hoàn thành ấy, thì cái cây cầu này không chỉ những là bà con đi lại thuận lợi, kể cả các phương tiện ô tô thô sơ có thể là đi qua cái cầu này được. Đây là một cái niềm hạnh phúc rất lớn đối với bà con, và tôi nghĩ là giải quyết được rất nhiều vấn đề mà liên quan đến vấn đề an sinh của bà con, vấn đề đi lại của bà con trong việc mà sản xuất rồi là đời sống rồi là kể cả đối với việc mà đối với học sinh đi học. Có thể nói đây là một cái điều rất là tuyệt vời. Chúng tôi thay mặt cho các lãnh đạo huyện cũng như là của xã, của thôn và bà con ấy, xin được trân trọng cảm ơn tình cảm, cái sự quan tâm cũng như là cái sự đầu tư hết sức là thiết thực của công ty đối với cái việc xây dựng cây cầu này. Một mặt khác ấy, thì đây cũng là một trong những cái nội dung mà góp sức cùng với địa phương để từng bước hoàn thiện các cái cơ sở hạ tầng thiết yếu để phục vụ cho đời sống dân sinh. Thì chúng tôi cũng rất mong là khởi đầu từ cây cầu này cũng sẽ có rất nhiều những cây cầu thành sơn khác nữa xây dựng trên địa bàn xã Minh Sơn cũng như là huyện Bắc Minh. Bởi vì các ông chí biết rằng là xã Minh Sơn và huyện Bắc Minh thì cái địa hình của nó cũng rất là phức tạp, rất nhiều sông suối khe, việc đi lại của bà con ấy thì nhất ở những thôn vùng sâu vùng xa còn rất nhiều khó khăn. Thì cái việc xây dựng cây cầu Thành Sơn Ba này là một cái rất lớn đối với thôn Bình Ba. Chúng tôi cũng rất mong ấy là với ý nghĩa hết sức quan trọng đó thì xã và thôn các ông chí thường xuyên quan tâm chỉ đạo trực tiếp ở đây, là chúng tôi đề nghị là ban lãnh đạo thôn cũng như bà con nhân dân ấy, thì ngay từ đầu cũng đã hết sức là đồng tình hưởng ứng và trực tiếp đã góp rất nhiều những ngày công để tham gia cùng với đơn vị thi công để làm sao mà chúng ta cùng với cái vốn đầu tư của công ty ấy, thì cái cây cầu này nó sẽ được xây dựng một cách hoàn hảo và đảm bảo chất lượng. Qua thì tôi cũng đến sớm, tôi cũng kiểm tra thì thấy rằng là anh em cũng tập trung làm hết sức là nghiêm túc đấy. Kể cả là vật liệu rồi các cái điều kiện khác thì tôi thấy là cơ bản là tốt. Nhưng mà cái điều kiện hết sức quan trọng thì tôi đề nghị là trong quá trình thi công phải đảm bảo hết sức an toàn tuyệt đối. Bởi vì hiện nay thì chúng ta vẫn còn có những cái việc liên quan đến mưa lũ, nên là quá trình thi công là phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho đơn vị thi công cũng như là bà con nhân dân tham gia quá trình thi công. Cái kỷ luật trong cái công trường cũng phải giữ cho nó tốt, để làm sao cái công trình này sau khi chúng ta hoàn thành và
Anh Thành ấy, chắc chắn là hôm đấy sẽ có mặt đầy đủ chúng ta có... Đi, đúng không? Nó sẽ được trọn vẹn, vui vẻ. Và cái hạnh phúc đó nó sẽ rất là tuyệt vời. Để cuối cùng một lần nữa đây xin được trân trọng cảm ơn với chị Tuyết là thay mặt cho đi Agro chỗ kênh YouTube Nguyễn Tất Thắng, tất cả các vị đại biểu trong công ty, tất cả bà con, và chúc mọi người luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công, tiếp tục hợp tác để có những cái dự án thiện nguyện tốt hơn nữa trong thời gian tới. Xin trân trọng cảm ơn. Là thay mặt cho ban tổ chức buổi lễ xin trân trọng cảm ơn ý kiến phát biểu chỉ đạo cũng như là ý kiến phát biểu cảm ơn tới công ty Era Group của đồng chí Lê Văn Cường, phó bí thư thường trực huyện ủy, chủ tịch hội đồng dân huyện. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng kính mời đồng chí Lê Mạnh Cường, phó bí thư thường trực huyện ủy, chủ tịch hội đồng dân huyện, bà Trần Thị Tuyết, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Era Group, ông Nguyễn Tất Thắng, đại diện kênh YouTube Nguyễn Tất Thắng, ông Triệu Văn Minh, ủy viên ban chấp hành huyện ủy, bí thư đảng ủy xã Minh Sơn, bà Hoàng Thị Thúy, ủy viên bà Hoàng Thị Thúy, bí thư huyện đoàn, phó bí thư huyện đoàn, ông Nguyễn Minh Thư, chủ tịch chữ thập đỏ huyện, và ông Trần Quốc Huy, phó ban tuyên huấn hội chữ thập đỏ tỉnh sẽ lên bắt đầu khởi công cho công trình ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời các đồng chí. Vâng, chín. Vâng, xin trân trọng cảm ơn các vị đại biểu, các đồng chí lãnh đạo. Rồi, chào mọi tay thế nào. Vâng ạ. Cũng đến giờ phút này thì công trình khởi công cũng đã được hoàn thành. Sau đây xin mời các đồng chí lãnh đạo sẽ tham quan khu vực công trường xây dựng cây cầu và mời bà con dân ta tổ nào hỗ trợ chúng ta sẽ tiếp tục là thực hiện công việc, và bà con nào không tham gia hỗ trợ trong ngày hôm nay xin mời bà con nghỉ. Đổi thành năm cửa xã. Năm cửa xã. Bí thư chi bộ bảo làm thế này. Vâng. Làm năm cửa xã tham bên kia. Đây hôm nọ là trước là chỉ là thiết kế ba. Hôm nọ thiết kế là ba cửa và cái tường dài là tường sẽ rất dài. Vâng. 20m dài nên là anh chờ là bị lũ mà lúc đấy là tí là. Vâng. Anh em có điều chỉnh nhưng mà nó vẫn đảm bảo theo cái ấy thôi. Dạ vâng. Số lượng mà có nghĩa là đủ của mình đưa ra là khi mà sẽ xây dựng được ba cột rồi thì là thấy kinh phí là sẽ đủ nên là sẽ làm như thế này, cái nhân công của bà con. Dạ vâng, tức là sẽ nắm tường lại và cửa xả đấy sẽ đảm bảo hơn, an toàn hơn, mà sẽ là cây cầu hoành tráng dài, cầu này dài đấy. Vâng. Bên phía bên này theo bản thiết kế cũ nó là 20m. Đây, đúng không? Đây, 20m bây giờ còn có 2m thôi. Vâng, hai bên đều 2m. Rộng ở cái phần cửa xả này ra, thêm cửa xả ra. Điều chỉnh là thì như thế là nó sẽ tốt hơn bởi vì dưới nó rất to. Cầu này chắc cũng đang là dài nhất phía công ty đang tài trợ chứ. Cái này là mới cách đây mới có 5-6 ngày thôi mà các bác làm tốc độ ấy. Hôm đó là có đổ trộn trong bà con này phải lấy xong rồi cho vào máy. Ờ. Đổ vào đây nhưng mà về sau tiến độ chậm quá thế lại phải liên hệ với đơn vị ở trên huyện mượn cái bùn này. Ờ. Nên là nó đảm bảo kỹ thuật, thứ hai là nó nhanh. Gì mà đến cuối tháng 12 tháng 10 tháng sau là nếu mà không có gì thay đổi tầm 15 tầm nếu tuần sau là xong. Bây giờ là bạn đã về phải viết kế hoạch khánh thành rồi đấy. Thăm khám chữa bệnh. Dạ vâng ạ. Cái này bây giờ chỉ lo nhất là làm trụ thôi. Vâng. Nếu mà trụ mà ok xong được 6 cái trụ nhá. Ok xong cái thì phần trên này mình đổ sàn của mặt cầu ấy, mặt sàn ấy thì nó sẽ đơn giản hơn. Vâng.
bởi vì chỉ lo rằng là cái nước lũ ấy. Vâng. Khi làm mố xong cái là ok rồi. Làm mố trên mố rồi. Nhưng mà cứ vượt lên mặt mặt nước rồi thì là không sao. Yên tâm. Trong mố là nó yên tâm. Xếp theo nguyên mặt đầu tiên luôn. Đây 30 mét, 60 mét, hai cánh là 34 mét, hai hai hướng dẫn vào cái cánh kia dài lên chỗ này cho vào lòng suối và lòng suối thì nó rất là nguy cơ khi mà mùa lũ thì lại phải thôn lại huy động thêm suối vào đấy mà thời gian nhiều nhiều này nhiều cây trồng nhiều hạ si bốc chứng nhận nào hoặc là đây cái mố này là bình thường mà con phần đáy mố là đóng cái này mà còn mét làm vâng sâu 1 mét vâng 1 mét chân vịt vâng. Đang ngâm dòng nước hay sao? Vâng. Cái này có sự tham gia của người dân làm cùng nên là thứ nhất là cũng đảm bảo là giám sát nữa. Bà con trộn chiếc khi nào xì chính tay bà con thả vào bồn nên là kiểm soát cái định mức kiểm soát cái định mức chất lượng nó bảo đảm về có riêng một anh kỹ thuật mà bác mà riêng bác kỹ thuật như cái cầu này là cái kết cấu rồi là khi bê tông cái thứ nó phải chuẩn. Vâng. Đi từ đây di chuyển vào bà con thì đây có những cây cầu này còn đôi nhà xa nữa chứ ở tiếp theo còn hết cả lên trên mà chị. Vâng. Trong cái đó 2 giờ 3 giờ sáng trời mưa dậy từ lúc đấy đã kia gọi anh Thắng video xem thấy không ngủ được. Bên này có đường thôi nhưng mà họ vẫn lại phải đi sang bên này, kể cả dân bên này chị vẫn phải sang bên này. Còn hai xóm trên của người Dao. Đi lên trên nữa. Trên này đi lên trên còn 2 thôn nữa. 2 thôn. Hôm nào mà trước anh em Khánh Thành mà có thời gian ấy thì bố trí cho anh em đi trải nghiệm tí. Đi đường nhựa hết chưa? Đường bê tông. Bê tông. Đi vòng xe của mình đi thoải mái mà. Ở đây là những cái cây cầu nông thôn này là được bà con hưởng ứng nên là về vấn đề thi công và ấy nó cũng rẻ hơn. Đấy. Bà con thì không có tiền nhưng chỉ công sức. Công sức và những cái vật liệu cứu trợ. Hôm nọ là chưa làm cầu thì bà con lại lấy cái mũ dọ sắt về xong là không cho lá vào. Năm cửa cống là lên đến giáp vào bờ ấy rồi. Năm cửa là đấy đấy. Đảm bảo số tiền đến lúc là đúng bền chứ. Hả? Đảm bảo chứ anh? Làm về cho đảm bảo và chất lượng. Đấy, những cái ôm nhiều việc thế anh. Vì người dân mà ôm nhiều đấy. Thế anh là bên này chắc là năm phải ra đây nữa nhỉ? Qua còn bên này thừa 2 mét. Một cửa ở đây kia xong là chỗ gần kia thì sẽ làm cái cánh. Bảo hiểm ở đây chụp một cánh tập thể ấy. Anh Cường cho các bạn ấy xin chụp một kiểu ảnh với cả đoàn. Vâng. Đây là Bí thư chủ tịch. Anh Chính ơi. Các anh ở xã nữa. Các anh cán bộ, anh Thư ơi. Anh Chính với cả anh Minh. Xin trưởng thôn đi. Dạ. Bây giờ các anh có thể chơi nào. Được không? Lấy được 1, 2, 3 Dạ. 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 Đây là các bác đã nhìn thấy. Đây là cái bản thiết kế cũ. Đấy.
Cái bản thiết kế cũ là anh em đang làm là 15 mét. Đó. 15 mét thì các bác thấy rằng nó có 3 cửa cống thôi. Và hôm vừa rồi thì xong cái bản thiết kế này xong thì do tính toán về cái cánh gà bên này, các bác nhìn thấy là 20 mét. Mà 3 cửa cống thì cái cánh gà này nó sẽ phải chịu lực nước vào mạnh, rất mạnh. Nếu mà đắp cái cánh gà này thì cũng bằng dạng bạn bền bạn tính toán là làm thêm 2 cửa nữa. Đó. Thì nó cũng vẫn bằng cái số tiền mà đắp dài 20 mét như này. Đấy, số lượng cũng phải đắp vát rồi là đổ bê tông nó cũng không kém gì những cái mố này. Thế nên là đã rút lại thành thêm 2 cái cửa này nữa. Đấy. Cái này nó sẽ còn cũng là 2 mét đều vào như nhau. Đó. Và 5 cái cửa này thì nó sẽ đảm bảo cái mực nước nếu mà có những cái lũ cục bộ ấy ở vùng cao, thì các bác biết là đôi khi có những cái suối là cái nguồn nước mà mưa lũ cục bộ nên nó sẽ sợ bất ngờ, thì tính toán là bền nó đã điện cho Tất Thắng hôm đó là trao đổi lại là thêm 2 cửa cống nữa. Thì các bác thấy cũng công ty vào đến đây rồi cũng là rất là bất ngờ, thì với cái số tiền 400 triệu mà anh em làm bằng cống hiến bằng hết trái tim mà tâm huyết cùng với cả bà con để làm. Cái cửa cống số 4 và số 5 thì nó cũng vào rơi vào gần giữa cái dòng đang chảy bên kia. Hình như là tối hôm qua cũng bị mưa một chút đúng không? Tối qua mưa nước to. Anh em đắp được cái bờ này cũng là đỡ. Nhưng mà để nói là mưa thì gọi là cũng to nhưng mà cũng chưa ảnh hưởng gì lắm. Để so với cả cái khu vực này anh em vẫn đang được đảm bảo thi công. Đây là mấy cái tốc độ là cực nhanh và anh em đã làm được cái cây cầu như này và tuyệt vời. Sáng nay lại đổ xong một mố này luôn. Sáng nay đổ tiếp luôn như đây à? Vâng. Tí nữa trộn đổ luôn đây à? Tí nữa trộn là đổ luôn. À, đóng bạt xe Hà Giang vào, tỏi và cát ở đây tiếp là đổ tiếp luôn. À. Thế là đã xong lên 3 cái này rồi và chẳng mấy chốc nữa là ghép. Thế là tính toán thì chỉ trong vòng khoảng tháng 10 này thôi là anh em có thể xong được cái cây cầu này đấy, tuyệt vời. Nó bền lại cũng lại cùng chuẩn bị là phối hợp nữa là để chờ cái ngày khánh thành rồi, vừa mới khởi công. Người khánh thành hôm nọ thì khởi công thì về cái mặt tâm linh thì bà con đã làm rồi. Đó. Chỗ này mai xong thì cho đổ cái mặt nền hết anh ạ. Một mặt nền hết thì mới cây chống lên, mới chống để ok đổ cái mặt trên này. Mặt trên này sẽ đổ một ngày kéo dài luôn hoặc là một buổi kéo xong là để một cái khe giãn ở giữa. Kỹ thuật xây dựng cầu như này được chưa anh? Được. Cầu này ok đấy. Được đấy. Vẽ thiết kế bằng tay ấy. Được. Đây, dòng suối được đắp lại tổng thể đây. Đấy. Hôm qua mưa lũ tí nhưng mà không ăn thua gì đâu nha các bác nhé. Cầu tràn. Cầu này chắc là không tràn được nữa đâu, theo Thắng nghĩ. Nếu mà 5 cửa xả này không chắc là không thể tràn được. Ok luôn đấy. Đấy là hy hữu có thể là tràn được. Còn nếu mà tràn được hẳn lên như này nữa thì các bác là thấy là sắn bằng hết cả cái bản làng này luôn, 5 cửa xả hết rồi, bằng luôn là dòng suối. Đâu ông đâu? Đâu? Mày ra đây nào? Tổ chí đi làm tối còn lo mò đi bắt ong. Người giao chăm chỉ lắm nhỉ. Ôi gì đâu mà. Kéo dài thế nào? Tôi mong thu với nhá, quý. Không ăn đi nhá. Túi này tuyết quý à? Túi này ở bên Mỹ là bán mấy trăm đô một cái. Ui, túi vẫn có con à? Ủa, ông to thế. Ông to nhỉ, nhộng to thế. Nhưng mà cái này đầu góc kia nó bị dập thôi. Bị dập một tí à? Cái này đè ấy à? Dập hồi nãy mình để vào xe dập ấy. Ừ. Tại vui chứ. Tôi là còn trống. Bao tiền đổ này đây? Hả? 5 cân 1 triệu. 5 cân 1 triệu á? Ừ. Ôi dạ. Cái này trong mà. Mặc thế kìa.
Đây bên lấy tiền giả hộ anh với. Tiền mới nhá. Thì lấy tờ bao nhiêu? Dùng tiền Trung Quốc hay dùng tiền Việt Nam? Nó to nhỉ. Hết tiền rồi, hôm qua trả tiền lợn nhìn riêng xong giao hết. Đấy. May còn đủ ấy. Vẫn còn à? 1 2 3 4. Hai tờ 500.000 cuối cùng nhá, để em gửi nhanh anh nhá. Em cảm ơn anh nhá. Ờ à, ok. Đóng đi, đóng bạc đi. Bên đây tài ơi. Đây, về đây em ơi. Cái này. Ừ. Cái này em không ăn được đâu. Mày ăn được thì ăn, không ăn được thì thôi. Làm tí măng chua nữa thì nhưng mà phải lạnh ấy nha. Đó. Chứ còn to lắm rồi này. Cái này là dạy cách ăn rồi. Ở nhà hàng anh ấy có một đội ngũ tiên dạy cách ăn cổ thật đấy. Thôi chúng tôi làm việc làm cầu đi. Ba ăn số. Còn dạy cách ăn ống nữa. Đây nhà về, nhà về đi nhờ. À, hôm nay là thắng kết thúc cái video của mình ở đây nhá. Hẹn gặp lại các bác vào những cái video tiếp theo. Đấy. Bây giờ về chỗ nhà thắng bạn sẽ vào, sắp xong cầu đổ mặt nền anh thắng sẽ vào giao lưu. Giao lưu nguyên cùng các đội anh em kỹ thuật riêng sau. Hôm nay giao lưu cùng với cả nhà thiện nguyện á, tài trợ á nhá các bác nhá. Đấy. Nay là đã bảo dặn bền là quay cho một con lợn rồi. Đấy. Thế là riêng luôn cái chân giò luôn đấy. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại. Cầu đẹp quá.